Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ con tự mẫn. Một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Này là ngày giáo trình trường do Hòa Thượng Thích, sẽ do Thượng Tọa Tề Quyền giải. Dạ con thành kính cung kính Thượng Tọa Tệ Siêu vui lòng dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiện phân đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Nhật Đản cùng chư tôn đức và thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, nói đến bằng mớ cội tức là 11 cội dục giới, 16 cội sắc giới và 4 cội vô sắc giới. Bằng mớ cội đó nếu xếp thành chính hữu tình cư tức là cái chỗ cái cõi mà chúng sanh nương gá ở đây tức là tái sanh vào thì có chính, nhưng mà trong chính hữu tình cư đó nếu kể về thân trú thì chỉ có 7 thôi, tức là cõi vô tưởng không có tâm, cho nên chỉ là hữu tình cư mà phi thức trú. Còn cái cõi phi tưởng đó nó cũng là hữu tình cư nhưng mà cũng kể như là phi thức trú, bởi vì phi tưởng tâm rất là vi tế cho nên không được kể. Lát nữa đây chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Tề Quyền trình bày tại sao cái cõi phi tưởng chỉ kể là hữu tình cư mà không phải là thức trú, cho nên chỉ còn có 7 thức trú. Học kinh này thì chúng ta sẽ thấy rõ trong cái cuộc luân hồi của chúng ta rày đây mai đó, ở cảnh giới này sang cảnh giới khác, và trong mỗi một cảnh giới như vậy là chúng ta có cái sự sinh hoạt ở và trú khác nhau. Có những cõi hữu tình cư và thức trú, có những cõi thì gọi là hữu tình cư nhưng mà phi thức trú. Không có cõi nào là thức trú mà phi hữu tình cư cũng có. Còn phi hữu tình cư, phi thức trú là chỉ cho Niết Bàn thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy lắng nghe bài chánh kinh hôm nay, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Tề Quyền dẫn sư
giảng giải ý nghĩa này. Nam mô Bổn Thầy. Xin mời cô Thu Mẫn. Dạ sa thú sa thú, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri tọa tệ siêu. Dạ sau đây con xin đọc bài chánh kinh. Dạ Tư Mẫn kính tri ân quý đạo tràng đã cho Tư Mẫn biết tín hiệu. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Nguyên Thông. Kinh thập thượng Dasutara Sutta 7.3, bảy pháp cần phải biến tri. Satta dhamma bahukara, satta dhamma bahuệ tappa, satta dhamma bahrinneya, satta dhamma bahà tappa, satta dhamma hana phagiya, satta dhamma visesa phagiya, satta dhamma dubbati viha, satta dhamma. Satta dhamma uppadetappa, satta dhamma abhinneya, satta dhamma sacchikatappa. Có bảy pháp cần, có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp cần phải biến tri? Bảy thức trú này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chứng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên hay do tu sở thiện. Đó là loại thức trú thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt, như chư hoàng thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư thiên biến tịnh thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Này hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn như không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy. Đó là bảy pháp cần được biến tri. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn. Bảy pháp cần phải biến tri, Parinneya Dhamma. Đây là bảy thức trú Viññānatthiti. Số 1. Có loài chúng sanh thân dị, tưởng dị, sắc tà nà nà tà cà dạ nà nà tà sành nhi nồ, như nhân loại và một số yêu thiên dục giới. Các chúng sanh này thân tướng khác nhau và tâm hữu phần cũng khác nhau. Số 2.
có loài chúng sanh thân dị tưởng đồng, sắc tà na na tà cà e ca tà sanh nhi nô, như phạm chúng thiên sở thiền. Các phạm thiên cõi này có thân tướng khác nhau, nhưng đồng một tâm hữu phần. Số 3, có loài chúng sanh thân đồng tượng dị, sắc tà e ca tà cà gia nà na tà sanh nhi nô, như chúng sanh quang âm thiên cõi nhị thiền. Các phạm thiên cõi này có thân tướng giống nhau, nhưng tâm hữu phần khác nhau. Số 4, có loài chúng sanh thân đồng tưởng đồng, sắc tà e ca tà cà dê ca tà sanh nhi nô, như chúng sanh biến tịnh thiên. Các phạm thiên cõi này có thân tướng giống nhau và tâm hữu phần cũng giống nhau. Số 5, có loài hữu tình sanh trú không vô biên xứ, sạc tà a ca tà nhàn chà gia ta nụ pa gà, tức là phạm thiên cõi vô sắc không vô biên xứ. Số 6, có loài hữu tình sanh trú thức vô biên xứ, sát tà huỳnh nhà nhành chà gia tà nù ba gà, tức là phạm thiên cõi vô sắc thức vô biên xứ. Số 7, có loài hữu tình sanh trú vô sở hữu xứ, sát tà a kinh chành nhà gia tà nù ba gà, tức là phạm thiên cõi vô sắc vô sở hữu xứ. Và chúng con thành kính cùng thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Và con thành kính cùng thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia Gia. Thưa đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn Phụng Lan, Quan Nguyệt, Cô Quyền cùng đại chúng. Kính lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, đại đức Nguyên Thông, sư Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện rung rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arang samma samutto phakawa putang phakawantang apiwade miso kato phakawata thammo thamman namasami subhatibhanno phakawato savaka sangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể hôm nay chúng ta học cái thức trú này, là đây là một pháp mà chúng ta gọi là cần được biến tri, hay đây là một pháp cần được hiểu biết một cách rõ như thế. Thì đây cũng là một điều mà để cho chúng ta thấy ở trong cuộc đời, ở trong tam giới này, với cái nhìn của tuệ giác của Phật, nó khắp cùng và nó cả thải. Với những chúng sinh mà chúng ta thấy, dù cho có hình tướng, dù có sự thay đổi như thế nào, nhưng nó cũng ở trong cái tưởng hay trong cái thân, nó là như vậy. Thì như lời dẫn nhập của sư phụ Tỳ Siêu, nó có hai cõi, tức là cõi vô tưởng và cõi vô sắc. Thì chúng ta không có phải bàn nhiều, bởi vì ở nơi đó thì gọi là có thức, đặc biệt là cõi vô tưởng thì không có thức rồi, mà cõi phi tưởng với phi tưởng xứ gọi là có cũng như không có, không phải không không có. Cái thức thì chúng ta thấy ở đây, cái điều này được ví dụ như là ở trong kinh, được ví dụ như là cái người mà người ta dùng thức ăn bằng dầu mè, đã ăn hết thức ăn dầu mè rồi, hết thức ăn bằng dầu mè đó, có một người mà đã xài hết, thì có người ta xin dầu mè để nấu ăn,
những cái dầu mè đó đó, chúng ta nói rằng đã hết rồi. Thì cái dầu mè, nhưng điều khi mà chúng ta đổ cái miếng nước vào cái tô hay cái chén mà chúng ta đang ăn đó, mà nó dính dầu mè đó, thì người ta nói rằng ở trong tô này, ở trong chén này còn dầu mè, là cái còn nó còn như thế đó. Gọi là có, mà nó có một cách tức là gọi là rất là đơn giản, rất là bình thường. Cái phi tưởng, phi tưởng xứ này nó có mà nó rất là vi tế, nó rất là nhỏ, nó rất là nhẹ, cho nên xem như là không kể, không tính. Nó là một cái thức trú ở một cái nơi nào đó. Dạ. Còn cái cổ vô tưởng thì đã là vô tưởng rồi, thì chúng ta thấy là nó đã hiển nhiên là như thế. Thì ở trong cuộc đời này, nói lên cái tuệ giác của Phật đã trình bày, thì không có gì mà bay qua khỏi bàn tay của Phật đâu. Và thật như vậy đó. Với cái nhìn của sanh tử đau khổ, với cái nhìn của trầm luân, của biến thiên ở trong cuộc đời này, chúng sinh trở đi trở lui trở lại cuộc đời này, nó là như thế. Thì kính thưa quý vị, cái thức đầu tiên mà ở trong khoa thật Phật học chúng ta thấy như vậy, trong bảy thức trú này là chúng sinh có thân dị mà tưởng cũng dị. Đó là nói về nhân loại và một số chư thiên ở dục giới. Cái chúng sinh này có thân tướng khác nhau và tâm hữu phần cũng khác nhau luôn, tức là tâm hữu phần thì chính là tâm tái tục. Thì cái thức thứ nhất nói lên cái gì? Cái chúng sinh là ở dục giới, là nó cái tổng quát là người hay là thú cũng như thế thôi. Và ngay cả các vị chư thiên cũng vậy. Thì chúng ta biết ở khắp cùng pháp giới này là cái còi lồi phi cầm, cái lồi thủy cầm, rồi cái lồi, các cái lồi chúng sinh nó đa dạng, nó phong phú và nó vô cùng nhiều. Cái chúng sinh thân dị tức là thân khác nhau, mà thức tế tục cũng khác nhau, tưởng cũng tưởng gì, tâm cũng khác nhau. Và chúng ta thấy có những chúng sinh đó, nó có một chút xíu cái khôn lanh, rồi có những chúng sinh nó không biết cái gì hết, hay là có những chúng sinh ở cái nơi ẩm thấp, rồi có những chúng sinh ở trong nước, rồi ở trên cây, ở trong những cái nơi ẩm thấp mà xuất hiện vân vân, hay hoặc là bị được quá xanh vân vân. Tất cả dù cái loài nào đoạn thai thấp và hóa sinh này đều nó nằm trong những cái thức trú này, thế thôi. Như chúng tôi đã nói là ngoại trừ cõi vô tưởng, chúng sinh ở cõi vô tưởng và chúng sinh ở cõi vô phi tưởng, phi tưởng xứ, thì 29 cõi còn lại trong 31 cõi đều có chúng sinh nương nhờ và có cái thức trú một cách rõ ràng. Cho nên nói lên như vậy thì không có một chỗ nào, chúng ta phải hiểu là cõi giới mà chúng ta đi về, nơi đó mà chúng ta được sang, được hèn, hay là được chiếm cái lăng tầng già, rồi được sống khỏe mạnh, không có già chết sầu bi khổ não, chúng ta sống chỉ hưởng suốt đời như là một cõi Tây Phương chẳng hạn, thì trong 31 cõi không có tìm ra cái cõi Tây Phương. Đây là cái lý thứ nhất, để cũng nhằm mình giống như phân biệt một cách rõ ràng cho chúng ta thấy. Mà chỉ là cái cột chúng ta làm thiền hay chúng ta tu tập thiền định, chứng đắc các tầng thiền thì sanh về các cõi thiền. Còn nếu chúng ta là ở cõi dục giới thì chúng ta tùy theo cái phước duyên mà chúng ta mạnh yếu, và tùy theo cái phước nghiệp và tâm lực của chúng ta làm và những cái hành động của chính mình mà chúng ta được sanh ở các cõi dục, các cõi vô dục. Cũng như thế, các chúng sinh ở cõi khổ cũng như thế. Dầu cho cõi khổ nhưng nó cũng có những thân tướng, nó cũng dị biệt. Mà cái tâm tướng nó cũng dị. Chính vì tâm dị biệt này đã nói lên cho tất cả chúng ta một cách rõ ràng, kính thưa quý vị, là do cái nghiệp mà tạo sinh ra, do cái duyên mà tạo sinh ra, và do từ cái duyên đó, từ cái tưởng dị đó
thì chắc chắn rằng nó ra cái thân vị rồi. Cho nên hình hài thể xác của tất cả chúng sinh, mà đặc biệt con người chúng ta nè, không ai giống ai hết. Tại vì sao? Tại nghiệp dị biệt, tâm dị biệt. Anh em trong nhà cũng cha mẹ sinh ra, gương mặt hình hài thể xác, sức khỏe, tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp khác nhau hết. Chứ không phải là chúng ta nói con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Thì nói cái đó thì gọi là có một chút gì để nhớ, để thương. Nhưng quả thật, để mà hiểu biết một cách tường tận một chút xíu thì là gì biệt hết. Tại sao như vậy? Bởi vì thân gì? Bởi vì tâm gì? Hay là tưởng gì đó? Mà những cái thân tướng nó sinh ra nó khác khác nhau hết. Do cái tâm tái tục cũng khác nhau. Trong phần này chính là tâm, tâm tái tục khác nhau. Hỡi tử cũng tâm, tâm hữu phần này, và tái sinh cũng tâm hữu phần này. Nếu như chúng ta lớn lên do môi trường, do hoàn cảnh và do cái nghiệp, cái phước duyên chúng ta có, thì chúng ta ở cái nơi mà nó gặp nhiều cái khổ đau thì chúng ta thực hiện được những cái điều phúc lành, mà chúng ta cải đổi một phần, còn đa phần là chúng ta phải đi theo cái nghiệp duyên riêng của mình. Cho nên như vậy chúng ta sinh ra là một hình hài thể xác như thế nào, đó tất cả là phước duyên của chúng ta. Cũng đừng than trời trách đất, không có trời đất nào mà tạo nắng cho chúng ta cả, mà do chính cái sự dị biệt giữa mình với người, đó là do phước duyên đã tạo, do chúng ta đã có tu từ trước là như thế đó. Ở đây chúng ta không có thấy lạ lùng gì. Ở trong tam giới này có những chúng sinh nó rất là lạ, có những con người rất là lạ, thí dụ như là da vàng, da trắng, Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, Châu gì vân vân, hay hoặc là da vàng, da trắng, da đen, da màu, tất cả loài người của chúng ta nó khắp cùng, nó đa dạng như vậy, nhưng quả thật nó không đa dạng bằng các loài chúng sinh thiếu phước hơn nữa, đó chính là những cái loài chúng sinh của chẳng hạn như là cả tôm, chim, muôn, nó đều lại còn nhiều thứ nó dị biệt hơn. Chứ đừng có nói chi mà nó càng càng xuống thấp nữa thì có càng nhiều cái khác khác nhau nữa. Nói như vậy để chúng ta hiểu cái bài học hôm nay là cái bài học để chúng ta hiểu biết về cái cuộc đời tử sinh, cái vòng quay của chính mình. Nó không phải là một lý tu để chúng ta hiểu rồi chúng ta lấy cái điểm tựa này chúng ta tu, mà chúng ta phải hiểu rằng những cái lý giải này Đức Phật dạy như vậy để nhằm cho chính chúng ta phải hiểu được cái sự vần xoay như lời dẫn nhập của Sư Tỳ Siêu trong tam giới này nó là như thế. Và chúng ta đã đi qua hết ở trong 29 cõi này hết. Xin lỗi, chúng ta đã đi qua ở các cái cõi phàm hữu tâm này hết, nói vậy là chính xác hơn. Ở trong đó nó còn chính cái cõi gọi là ngũ tịnh cư, hay là cõi năm cái cõi thánh đó, thì chúng ta chưa bước vào thôi. Nó có thể nói rằng là các cõi phàm, ngoại trừ ở các cõi phàm thì chúng ta đi qua hết, ngay cả cõi vô tưởng, ngay cả cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, tất cả chúng ta đã đi qua. Chúng ta phải nhớ như vậy, dầu cho có sự sanh như thế nào, nhưng chắc chắn rằng chúng ta đã đi qua. Vậy mới nói lên một cái sự khủng khiếp trong cái cuộc đời trầm luân của mình. Mà Kinh văn Đức Phật này ví dụ, nước mắt nhiều hơn bốn bể đại dương, đã bao đời dấu bể tang thương. Nước mắt này như là bốn bể đó, và xương này như là núi non kia vân vân, như là đồng bằng này, thì chính là nói lên một cái sự tử sinh của chúng ta nó khủng khiếp như thế nào. Mà do cái vô minh và tham ái nó che khuất, chúng ta không hiểu, chúng ta không biết. Cái chúng sinh thứ hai nữa là chúng sinh có thân dị mà tưởng đồng.
Các chúng sinh này, đây chính là chúng sinh chứng đắc ở chứng đắc sơ thiền, sanh về cõi sơ thiền. Chứ vị phạm thiên ở cõi này có thân tướng khác, nhưng chứng đắc đồng nhất ở cái tâm tâm hữu phần, đây chính là cái tâm tái tục, tái tục bằng tâm hữu phần, nó đồng nhất bằng cái chứng sơ thiền thì sanh về cõi sơ thiền. Dạ. Thì những chúng sinh này thì cũng sinh ra, nó cũng có cái phước duyên riêng do cái tâm tu, do cái phước nghiệp mà đã tạo từ tiền thân, cũng để nói lên một cái giá trị tu tập khác biệt. Sự tu tập nó không như một cái khuôn mẫu mà chúng ta đã nói, không như một khuôn mẫu mà nó rập khuôn, không có chuyện đó. Tâm dị biệt thì sanh ra thân tướng dị biệt. Nếu như tâm đồng nhất nhưng nó cũng có những thân tướng dị biệt, đó là do cái nghiệp duyên của chính những người này. Tức là thân đồng mà tưởng dị, hay xin lỗi, thân dị mà tưởng đồng. Ở đây tức là cái sự chứng đắc nó đồng nhất, hay là cái tâm tái tục nó đồng nhất, nhưng cái thân tướng thì nó khác do cái công năng tu tập. Thí dụ như vị ấy tu tập mà được nhiều ánh sáng, hay được nhiều cái thiền lạc, được nhiều cái pháp làm cho tâm của vị đó, hay làm cho cái phước của vị đó nó mạnh mẽ hơn. Cũng như xin nhắc lại kiếp con người cũng vậy. Ví dụ hai anh em sinh đôi đi, chúng ta gọi là sinh đôi, nó cũng là thân dị mà tưởng dị à. Nhưng tại chúng ta không tìm thấy cái gì, chứ sự thật ra nó có khác. Và một ngày thì lại càng khác nữa. Và tưởng dị thì chắc chắn rằng tưởng dị. Tuy bây giờ mặc chung một màu áo, mang chung một cái đôi dép, một cái dài, hay là một cái đeo một cái vòng tay, hay là một cái sợi dây chuyền, hay là một cái gì đó vân độ, cái nón, đeo cái mão gì nó giống nhau vậy. Nhưng sự thật ra người ta cũng có thể tìm ra được những cái dị biệt của người ta. Chính là như vậy mà nó còn có cái dị biệt, nó cũng là gì, là do tưởng dị thôi. Còn ở đây thân dị mà tưởng đồng, sinh ra nó không cùng, nó cùng cái tâm đó, cùng cái tâm chứng đắc sơ thiền, sanh về cõi sơ thiền này, nhưng do phước duyên thì người đó có khác. Cũng như hai anh em sinh đôi, cái phước của người nào mạnh thì người đó được tốt, chứ không phải là hai anh em sẽ cùng được tốt đẹp, cái đó chưa chắc. Có những người em rất là hiền, người em, những anh em sinh đôi, những chị em sinh đôi đó, có những người chị rất hiền, có những người anh rất hiền, có những người em rất hiền, có những người chị, người em rất hiền, nhưng những người chị giữ hay người em giữ vân vân, hay cả hai đồng giữ, cả hai đồng hiền thiện, cả hai đồng tu, cả hai cùng làm ác vân vân, thì nó dị biệt. Thì tương lai cái tâm dị biệt đó do cái nghiệp dị biệt. Còn cái nghiệp ở đây chính là cái tâm mà chúng ta nhớ rõ ràng là tái tục đồng nhất, nhưng do cái phước duyên từ tiền thân thì cái thân này nó dị. Đây là một pháp mà chúng ta hiểu để thấy được cái sự đa dạng của chính chúng sinh. Rồi cái thức tình trú thứ ba đó là chúng sinh là thân đồng mà tưởng dị. Ở trong kinh nói rằng đây là cái cõi của nhị thiền, các tướng giống nhau nhưng tâm hữu phần khác nhau. Tức là vị ấy sanh ra tái tục cái tâm nó khác nhau, chứng đắc bằng cái tâm khác nhau, và sanh ra nhưng tuy vậy nhưng có cái thân giống nhau. Cái phước nó bằng, nó đồng nhất ngay cái điểm này. Vậy như vậy thì chúng sinh ở cái cõi này nó có một cái thân đồng nhưng tưởng dị, nó nghịch lại cái kia là thân dị mà tưởng đồng, chẳng qua do cái sự tu tập và do cái tâm hữu phần sanh khởi lên
nó khác nhau. Có những vị chư thiên hào quang sáng ngời, đó là cái tưởng nhị, cái thân nhị, nhưng tưởng đồng như là cái mà chúng tôi vừa nói. Còn ở đây cái thân nó đồng, cái hào quang nó đồng nhất, là cái thân tướng của vị chư thiên đó nó đồng nhất. Chứ còn chư thiên ở cõi sắc giới cũng vẫn còn sắc nha quý vị ha. Dạ. Thì nó đồng nhất, nhưng cái tâm tái tục đó, cái tâm mà chứng đắc các cái thiền định đó, nó khác nhau. Cho nên cái thân giống nhau nhưng tưởng khác nhau. Và cái hạng thứ tư mới là hạng sinh, là thân đồng mà tưởng cũng đồng luôn. Tức là khi bằng cái tâm nào thì sanh bằng cái tâm đó, và chúng sinh đó cũng giống nhau. Như ở các vị ở cõi gọi là thân đồng mà tưởng đồng. Thân đồng tưởng đồng là chúng ta biết đồng nhất ở cái sự tu chứng, đồng nhất ở cái phước duyên ở các cõi này. Và đây chính là cái cõi của chúng sinh ở biến tịnh thiên. Là thân tướng của các vị ở nơi này nó giống nhau, và hữu phần cũng giống nhau. Là nói lên cái sự tu tập của các vị đó nó không có sai biệt. Mà chúng sinh ở nơi này thì nó khác hơn. Nó khác hơn, nhưng chúng ta thấy ai cũng giống như ai. Khi chúng ta nói như vậy thì nó nghe nó tức cười. Nó lạ quá vậy, giống nhau vậy sao mà phân biệt. Nhưng thì phân biệt đó chính là do từng cái nghiệp duyên của chính họ thôi. Bởi vì con người chúng ta sống ở cõi dục này, chúng ta nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, xúc chạm bằng thân này, thì chúng ta cứ lấy cái đó mà chúng ta làm thước đo. Nhưng sự thật ra cái sự dị biệt, cái sự khác biệt này là do cái nghiệp duyên của tất cả, mà tự nhiên họ có sẽ có một cái sự phân kỳ. Chúng ta gọi là có một sự phân kỳ, nó rõ ràng, nó giống, nhưng điều mà ở đó nó cái gì, cái nghiệp duyên nó cũng nó đồng nhất như vậy, nhưng người ta sẽ biết có cái sự cảm nhận. Hay là nó có một cái điều khác mà chúng ta không thể nói bằng lời được. Cái khác ở đây phải nói đã là đồng rồi thì không có cái chuyện gì. Nhưng điều bây giờ thí dụ như một cái hình mà chụp rất nhiều hình, là do một hình này, hình của một người, bây giờ nó chụp một mô, nó ra hàng loạt như vậy, là chúng ta sản sinh ra hàng loạt. Cái đó nó khác. Cũng là giống nhau như vậy, tâm thức như vậy, thân xác như vậy, hay là cái sắc nó như vậy. Nhưng nó cũng phải là do cái nghiệp duyên, đến một lúc mà chúng ta không còn ở các cõi giới này thì chúng ta sanh về lại cõi dục, hay là chúng ta sanh vào cõi khổ, hay chúng ta sanh vào cõi vui của sắc, của dục giới, thì nó hiện khởi khác nhau. Tức là thân dị mà tưởng cũng dị, hay là chính là sắc và tâm thức tái tục nó khác nhau, do cái nghiệp làm nhân làm duyên thì nó khác nhau. Cũng như vậy, cái nghiệp cũng làm nhân làm duyên cho nó đồng nhất, cho nó giống nhau. Tại vì chúng ta cho một cái lăng kính bằng cái nhìn của nhất này thì chúng ta thấy nó. Ủa vậy thì biết sao mà phân biệt? Nhưng ở đó ai mà phân biệt với ai? Cái tâm của họ an trú trong thiền, hay cái tâm của họ hưởng gọi là cái thiền lạc, thì không ai quan tâm gì. Tại sao ở nơi này mình và họ như thế kia, như là những chúng sinh ở cõi dục, như ở cõi dục giới, các tầng trời của cõi dục giới, như là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, tha quá tự tại, quá lạc thiên, vân vân. Thì ở các cái cõi giới đó, do cái phước duyên nó khác một cách rõ ràng, và có thân xác và có cái tướng nó gì, thì chúng ta bằng nhìn bằng nhãn thức này, nghe bằng nhĩ thức này, vân vân, thì chính nó kết tụ như vậy. Còn ở các vị ở cõi sắc giới phạm thiên, người ta an trú thiền lạc, hay người ta hưởng cái thiền lạc,
trong tự tâm của người ta hiểu, trong tự tâm của người ta biết. Đó chính là một điều mà chúng sinh thân đồng tưởng đồng, nó giống nhau như vậy. Cái pháp thứ năm gọi là có lợi hữu sanh trú, nó không vô biên. Sanh trú không vô biên xứ, tức là nói về cảm tụng thiên cõi vô sắc không vô biên xứ, tức là chúng ta không có nói một cái nơi chốn mà nó có chỗ, có biên bờ, nó có một căn bản. Cõi giới đó là cõi giới vô sắc, nhưng có thức trú cho các vị. Thì cái tâm sanh khởi lên, tức là nó mang tính tức là vô biên, tức là khắp cùng. Tức là không phải không. Có cái biên giới, hay là nó có cái chốn, cái nơi. Chỉ là các vị Phật thiên ở cõi đó, nhưng các vị này vẫn được ghi nhận, vẫn được chấp nhận, chính là chúng sinh có một cái thức trú nằm ở nơi cõi phạm thiên đó, cõi phạm thiên vô sắc giới đó. Và cũng như vậy, cái cõi mà thứ sáu đó chính là vô biên thức, vô biên xứ, tức là cõi phạm thiên vô sắc thức vô biên. Nói lên một cái mà chúng ta biết gọi là cái thức này nó khắp cùng, nó rộng khắp, thì cũng là có thức trú ở cõi đó, có thức trú cõi ở cõi đó, có thức trú. Và ngay cả luôn cái cõi mà vô sở hữu xứ, tức là phạm thiên ở cõi vô sở hữu xứ, thì cũng mang tính có cái thức trú. Thức trú đó mới gọi là cái bảy cái thức trú, cho là cái nơi mà ngự, cái nơi mà sản sinh, mà thức thức sanh ra, thức sanh ra. Chỉ có một cõi như đã nói, chỉ cõi vô tưởng, bởi vì cái tâm nó quá nhỏ, cái tâm nó vi tế, cái tâm nó không có rộng, hay nó không có hiện lộ, hiển thị rõ ràng. Cho nên người chúng sinh chúng ta, cho nên Đức Phật Ngài không có xác định, Ngài mới không xác định đó chính là có cái nơi hay là có cái chỗ trú cho cái tâm thức đó. Bởi vì nó quá biết, như hồi nãy mà vấn đề hạt mè, em khi chúng tôi hỏi sư phụ Tỳ Siêu có nói về vấn đề mà có một vị trưởng lão mù, có một người đệ tử đi, thì nói sư phụ mình, nói thầy mình coi chừng có nước, tránh nước, đường nó trơn trượt, thì vị ấy muốn uống nước, hỏi giờ nó có nước thì cho ta uống nước, hồi nãy mi không được, ở đây không có nước mà chỉ cái đường nó có nước, cái đường nó có nước tức là cái đường có nước nó trơn trượt, thì không thể uống nước trên cái đường, cái chỉ là một cái đường trơn trượt nó có nước đó, gọi là có nước, nhưng cái nước nó rất ít, cũng như mà cái hạt dầu mè cũng vậy. Khi mà nấu ăn dầu mỡ á, thì nó dính ở trong trong bát, trong tô, trong chén. Bây giờ người ta hỏi xin mình dầu mỡ, dầu trong kinh gọi nó là dầu mè, bây giờ chúng ta gọi là dầu ăn hay là mỡ đi, chúng ta hết rồi. Nhưng điều mà khi mà chế nước vào thì ở trong chén, ở trong tô đó vẫn còn, còn mỡ, còn dầu đó. Nhưng cái đó nó quá ít, không thể nấu ăn, không thể làm được gì, nhưng nó cũng vẫn còn cái dầu đó. Thì ở cõi vô tưởng nó cũng như vậy. Cho nên trong cuộc đời này, cái nhìn bằng tuệ giác của Đức Phật, Ngài thấu suốt thâm tất cả nguyên nhân và kết quả, tại sao và tại sao. Còn phàm phu của chúng ta đừng có mà đi mà tìm cái tại sao chúng ta đến đây, ngày xưa chúng ta ở đâu, bây giờ chúng ta ở đây, và rồi ngày sau chúng ta về nơi nào. Đó là cái sự suy nghĩ của chúng ta, nhưng chúng ta không thể tìm được. Không thể tìm được tại sao chúng ta có mặt ở nơi này. Mà Đức Phật Ngài chỉ tuyên bố, chỉ dạy cho chúng ta, đó chỉ là do vô minh và tham ái cho chúng ta hiện hữu ở các cõi giới. Chứ ngày nào còn hiện hữu ở trong các cõi giới thì ngày đó chúng ta còn đau khổ. Cái biến tri đây cần hiểu các cõi giới còn có mặt chúng sinh, thì chúng sinh ở các cõi giới đó đều phải chịu cái sự đau khổ
Bởi vì cái sự sự đau khổ đó chính là cái gì? Sự đau khổ không thuộc về tâm cũng thuộc về thân, hay cả hai thân tâm. Bởi vì hiện hữu là còn đau khổ. Đau khổ bởi cái sanh, đau khổ bởi cái già, cái bệnh, cái chết. Hay chính là do ái làm nhân này sanh ra chấp thủ. Chấp thủ sanh ra sanh hữu nghiệp hữu, giữ không được do vô thường, do sự biến đổi. Cho nên sanh ra sanh hữu và nghiệp hữu. Và sanh hữu nghiệp hữu có mặt thì thế là có già chết sầu bi khổ ô não. Và cứ như thế, vô minh và tham ái nó bao trùm phủ tất cả. Cái việc mà chúng ta thắc mắc là việc của chúng ta. Nhưng Đức Phật ngài khuyên chúng ta đừng có thắc mắc, đừng có đi tìm. Đừng có đi tìm cái người bắn tên chúng ta, trúng vào thân ta, mà hãy lo điều trị cái vết thương hơn là đi hỏi người nào đã bắn ta, tại sao, người đó ở đâu, người đó làm gì, thì ngay khi đó chúng ta chết. Thì ở đây chúng ta không có đủ thời gian, chúng ta không có đủ cái trí tuệ, chúng ta không đủ sức khỏe để chúng ta suy quán. Mà cái lĩnh vực này thuộc về cái lĩnh vực tuệ giác, cái trí, cái Phật trí của Phật mới thấu nhìn suốt tam giới này, cho nên gọi là Sappanyu hay hoặc là Sammasambuddhassa, nó là như vậy, gọi là chánh biến tri. Mà ngài nhìn khắp cùng pháp giới này, với những chúng sinh, với những cõi giới có nhiều chúng sinh, với những cái sự dị dị hình dị tướng, với những chúng sinh rất là lạ, từ trong địa ngục, từ trong cõi khổ cũng như là cõi vui, ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cái nhìn tuệ giác của chính ngài, cái sanh tử minh của chính ngài, cái túc mạng minh của chính ngài, vừa nhìn người khác, nhìn chính mình, biết chính mình và biết tất cả chúng sinh khác. Cái này chỉ nhìn mà biết được tất cả chúng sinh khác, chứ đó chỉ có tuệ giác của Phật mới hiểu được toàn tường tận. Có một lần mà có một đoạn kinh nói về ngài Xá Lợi Phất, hay có một đoạn kinh cũng nói về ngài Kaspa đó, nhìn con quạ, quán sát về con quạ, ủa con quạ này tại sao nó làm con quạ, quán hoài nó liên từ đời này đời kia, thì bắt đầu Đức Phật ngài mới biết được, ngài đi tới đây không phải là chuyện của Xá Lợi Phất. Như tôi nhớ không lầm, mà nhớ đó là ngài Xá Lợi Phất. Đây không phải là việc của ngài của Xá Lợi Phất. Đây là thuộc về lĩnh vực tuệ giác của Như Lai. Thì quý vị biết ngài Xá Lợi Phất trí tuệ của ngài vô biên như vậy. Nhưng cái thấy nó cũng còn giới hạn hơn là cái biến mãn khắp cùng của vị Phật toàn giác. Cho nên khi chúng ta hiểu biết được, khi chúng ta biết được rằng trong cõi pháp giới hữu tình này, rồi tất cả chúng sinh gọi là vòng vây, gọi là đúng như một cõi đi về của tất cả chúng ta ở trong tam giới, là một cõi đi về, đi đến đó rồi trở về cái sự sanh, cái sự tử này, một cõi đi về trong tam giới này, nó là như thế. Gặp gỡ nơi đây, rồi mai sau ra đi, mỗi người mỗi duyên mỗi nghiệp, người thì cõi trời, người thì cõi thú, người thì cõi khổ, vân vân, hay người thì sanh về các cõi thiền, thì đó chính là do cái nghiệp duyên riêng của mỗi người. Mà bài học hôm nay chính là cho chúng ta nhìn thấy chúng sinh có những thức trú chỉ có một nơi, là không có trú, không có thức, mà cũng không có chỗ, không có nơi, đó chính là trạng thái của Niết Bàn. Là chúng ta biết Niết Bàn là chỉ là cảnh, không là cõi. Bởi chúng ta gọi là cõi Niết Bàn. Sanh về cõi Niết Bàn thì về Niết Bàn đó chúng ta sẽ không già, không chết, không sầu bi khổ não. Nói như vậy là nó không đúng trên tinh thần của Kinh Văn, nói rằng cõi là chúng sinh nương nhờ. Mà chúng sinh nương nhờ trên đó, ở bất cứ cõi nào thì cõi đó cũng phải bị cái sự sanh già đau chết. Còn cái cảnh chỉ là một cái cảnh, cảnh như thế, một trạng thái như thế, tịch tịnh vắng lặng phiền não,
không còn sanh già đau chết sầu bi khổ não, không còn cái vui, không còn cái buồn. Bởi vì cuộc đời có vui thì cuộc đời có buồn, cuộc đời có khổ thì cuộc đời có lạc, cuộc đời có sanh thì phải có tử. À, đây là cái điều đặc biệt. Vậy thì nó nhạt nhẽo quá phải không? Bởi cái nhìn của chúng ta, cái nhìn của cái tham ái, cái nhìn của cái sự thụ hưởng các dục, cho nên chúng ta coi là nhạt, chúng ta coi đó là không có cái gì. Chứ nếu có cái có thì thời có tiếp diễn, có đau khổ, có sanh tử, có trầm luân. Thì cái nhìn pháp giới của Phật, bảy thức trú này các ngươi cần phải biết để làm gì? Để những chúng sinh trú ngụ mà nó dựa trên các thức này, có những chúng sinh đồng nhất, có những chúng sinh sai biệt, có những chúng sinh sai biệt về thân, đồng nhất về tưởng, có những chúng sinh đồng nhất về về tưởng nhưng sai biệt về thân, rồi có những chúng sinh sai biệt về thân, sai biệt về về tưởng, rồi có chúng sinh là thân và tưởng nó đồng nhất, vân vân. Thì ở đây chính là một điều để cho tất cả chúng ta cho tất cả chúng ta hiểu biết cái chúng sinh trầm luân ở trong các cái cõi giới này, mà chính chúng ta hiểu và biết như vậy để chúng ta tiến tu, để chúng ta chỉ hiểu như vậy các cõi giới đó là như thế. Và phải biết rằng ta đã trầm luân sanh tử ra vào đi về biết bao nhiêu ở trong bảy thức trú này, ở các cõi giới này, nhưng cuối cùng chỉ có một điểm, một nơi mà chúng ta chưa về được, chưa đến được, đó chính là một cái nơi mà tịch tịnh vắng lặng, không còn khổ đau, không còn sanh tử, là chúng ta chưa tới. Dạ, kính quý ngài, thưa toàn thể quý vị, hôm nay cái bài học này nó về cái lý cần phải hiểu biết, cái sự được hiển bày như thế cần phải hiểu cái lý là như vậy, không phải là một cái thước đo, không phải là một cái pháp môn mà tu tập để chấm dứt cái sinh tử khổ đau, chỉ là sự, chỉ là lý để chúng ta hiểu sự tình nó là vậy. Dạ, xin có đôi điều thuyết giảng như vậy, chắc chắn rằng sẽ còn nhiều điều thiếu sót chúng ta sẽ được chư Tôn Đức Tăng quý ngài thảo luận để cho cái bài học hôm nay được hoàn mãn. Kính toàn thể đại chúng hoan hỷ, kính dân Phật Phước Lành Đức Trời Thế Tích Tư Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hữu trì chánh pháp, và kính dân Phật Phước Đánh Chư Tăng, và mong tất cả chúng ta được hưởng sự an lành, sự tấn hóa trong Phật Pháp. Dạ. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp chương trình, và để Chư Tăng thảo luận cho bài học hôm nay được sáng ngời và tỏ tường hơn, chúng con chỉ có nói đôi điều như vậy. Nam Mô Bổn Thà. Dạ. Bất thiết tổ tiểu sư, thì tổ có ở trước máy và tổ có nghe được. Nếu thiết tổ tiểu sư đang có trước máy và nghe được, xin được thiết tổ quan điểm trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, bất thiết tổ tiểu sư, có một điều rất là thú vị về đề tài này. Đây là một đề tài được nói về những thức trú, được nhắc rất nhiều ở trong chánh tạng, nhưng mà lại được đề cập rất ít ở trong các pháp thoại của các vị giảng sư. Hôm nay thì chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng tại sao bảy thức trú lại là pháp cần được biến tri? Dạ, xin thưa tòa quan nghĩ cho một vài ý kiến thưa tòa về điểm này, kính thưa tòa. Nam Mô Bổn Thà. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ
chư thiên vương đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, khi nói đến pháp cần phải biến tri, tức là những pháp mà cần phải hiểu biết đa diện, hiểu biết về mọi mặt. Và theo trong Phật học đó, thì những cái pháp cần phải biết tri, cần phải thấu đáo cái đặc tính của pháp đó, cái tướng trạng nó như thế nào, lakkhana như thế nào, và những pháp đó nó thành tựu là do cái gì, hiện trạng ra sao, và cái nhân cần thiết. Có đôi khi có những pháp cần phải biết tri, còn phải hiểu rõ luôn cả cái phận sự karasat, hay là cái nhiệm vụ hoặc là chức năng của cái pháp đó nữa. Nhưng mà ở đây khi mà đề cập đến cái pháp cần phải biết tri, như là một pháp là xuất cảnh là quẩn thủ, hai pháp thì danh là sắc, vân vân, thì ở đây đó, khi chúng ta nói đến chính pháp thì đó là chính hữu tình cư, là bởi vì ở trong 31 cõi thì chính hữu tình cư đó được gom lại trong 31 cõi, là những cái chỗ mà chúng sanh nương gá tái sanh, bất luận là cõi đó là cõi ngũ quẩn hay tứ quẩn hay là nhất quẩn, thì cõi đó đều nương gá của chúng sanh, gọi là hữu tình cư của chính. Nhưng mà khi nói đến bảy thức trú thì trong chính hữu tình cư thì cần phải hiểu rằng là vì cõi vô tưởng hữu tình cư nhưng mà không có thức trú, phi thức trú. Cõi phi tưởng, phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng đó cũng là hữu tình cư và phi thức trú. Tại sao là phi thức trú? Cần phải biết rõ ràng là cái trạng thái, cái đặc tính của phi tưởng, phi phi tưởng. Vì cõi này, một là cái cõi vô sắc, hai là nếu có tâm thì cái tâm ở đây rất là vi tế, có cũng như là không có. Mà không có cũng như là có. Ngài Bố Thích Bố Xá trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài có ví dụ như là một người đệ tử, một thị giả đem đến cho cái vị trưởng lão, cái bác đi khất thực, thì người thị giả đó nhìn thấy trong cái bác dính dầu, dính dầu mè, nó trơn ướt, cho nên mới bạch ngài hãy chờ con chút xíu để con đi lau khô, bị ở trong này có dầu, có dầu mè. Thì ngài mới nói rằng nếu có dầu mè như vậy thì hãy lấy cho ta uống,
uống dầu mè đó, cái đó nó cũng là một cái thức, một cái thức, cái chức năng, thực phẩm chức năng. Thì khi mà lấy, khi mà ông thầy nói vậy thì cái người thị giả, người học trò mới nói: thưa thầy, không có dầu mè. Hỏi sao hồi nãy mới nói có, nói giờ có là có, nó bám dính làm cho cái bát nó bị trơn ướt thôi. Còn nếu mà rót ra để mà lấy dầu uống thì nó không có. Cũng giống như trường hợp phi tưởng, phi tưởng vậy đó. Phi tưởng là chẳng phải là tưởng, nhưng mà chẳng phải, nhưng mà không phải là không có tưởng, có cũng như không có. Hoặc ví như trường hợp mà một vị trưởng lão bị mù, mà người học trò dẫn vị trưởng lão đi trên đường để vào làm khất thực, thì đi ngang qua một cái đoạn đường bị mưa làm ướt đường trơn trượt, thì người học trò nói: thưa thầy, ở con đường này nó có bị nước cho nên nó dễ trơn trượt, thầy đi cẩn thận. Thì thầy đang hát nước cũng nói: ồ, nếu có nước vậy hãy lấy nước cho ta uống. Thì người học trò nói: giờ không có. Hỏi: tại sao ngươi nói khi nãy nó có nước mà? Nói: giờ có nước là cái con đường nó có nước, nó làm trơn trơn trượt, nhưng mà gọi là lấy nước để uống thì không không thể lấy được, không có. Và chính vì cái chỗ mà có như không có vậy đó, cho nên ở đây được gọi là phi thức trú. Mặc dù nó là hữu tình cư, nhưng mà cái cõi phi tưởng, phi tưởng là phi thức trú. Như vậy thì chính cái hữu tình cư đó, chúng ta bỏ ra vô tưởng và phi tưởng, phi tưởng đó, một cái hoàn toàn không có tưởng, tức là không có tâm. Còn một cõi đó, thì có tâm cũng như là không có, bị nó quá vi tế đi. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ xin hỏi quý vị còn nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Vì đối với các cái cõi sống của chúng sanh, cũng như nói đến những cõi hữu tình cư mà có tâm, cần phải biết rõ, cần phải biết tri, để một người tu mới nhận thức được cái sự sanh tử luân hồi và khởi lên cái sự nhàm chán và sợ hãi cái sự luân hồi. Điều đó sẽ giúp cho tuệ quán của vị này sẽ tăng trưởng mạnh. Vì vậy cho nên đối với bảy thức trú hay là chính hữu tình cư, cái này nó cũng sẽ đưa đến cái sự lợi ích cho cái việc tu tập. Như ở trong buổi phân gác, cái phần cuối của tập của buổi phân gác, một phân tích ở trong
Bộ thứ hai của tạo diệu pháp thì có nói đến các cõi chúng sanh, khổ nào tuổi thọ như thế nào như thế nào, tuổi thọ cao thấp ra sao. Nhưng mà cuối cùng thì có cái bài kệ ở trong đó mới nhớ, nói rằng là dầu cho chúng sanh được phước báo hay là do mãnh lực của thiền định sinh vào cái cõi có tuổi thọ hằng a tăng kỳ kiếp, đại kiếp, bốn a tăng kỳ kiếp, mỗi một a tăng kỳ là thành kiếp, thành kiếp trụ, kiếp quại, kiếp không của quả đất này. Bốn a tăng kỳ đó nó trở thành một đại kiếp Mahakappa. Dù tuổi thọ đến chừng đó đi nữa thì cuối cùng cũng phải mệnh chung và tái sanh về cảnh giới khác, cảnh giới thấp. Do đó hễ mà càng hiểu biết rõ thì mình càng thấy được cái sự vô thường của pháp hữu vi. Cho nên chính hữu tình cư hay là bảy thứ trước của vị, hễ càng hiểu rõ thì càng dễ giác ngộ, dễ nhận thức được cái đặc tính là vô thường, khổ vô ngã của các pháp hữu vi. Nên ở đây đó, chúng ta cố gắng để chúng ta học thuộc, chúng ta nhớ để mỗi khi mà chúng ta ngồi hành thiền, chúng ta quan sát về chính hữu tình cư mà mình phải tái sanh trong dòng sanh tử luân hồi, rồi trong đó có bảy thức trú, tức là có bảy cõi, có bảy hữu tình cư mà có thức trú, chúng ta thấy như vậy, biết như vậy để chúng ta không có bị rơi vào cái tình trạng thường kiến hay là đoạn kiến v.v. Thì đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ quý vị qua cái câu hỏi từng thời gian đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sau tu kinh trường thì tọa tuệ siêu, ở thì tọa tuệ siêu ở trong chánh kinh của bài học ngày hôm nay có nêu lên một số các câu như các hạng chúng sanh như ở cõi Quan Âm Thiên hay là phẩm chúng thiên vân vân, thì những cái những đó là nó phân loại hay là chỉ là đơn cử thôi. Mình đơn cử có nghĩa là mình lấy một cái nào đó thành một cái ví dụ điển hình, nhưng mà không có nghĩa là tất cả. Thì theo thì họ nghĩ là những cái những hạng chúng sanh được nêu lên ở đây hay không, thưa thưa vâng. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch cho tâm kính thưa quý vị, ở trong tiếng Pali đó, khi mà muốn kể cái gì ra mà xài cái chữ chát đi đằng, chữ chát đi đằng đó, tức là thì cái này nó mới là nói đến tất cả. Thí dụ như nói Sư Bà Thi Pan Nô của chú Bà Thi Pan Nô, Nhai và Bà Thi Pan Nô, Sa Mi Chí Bà Thi Pan Nô, Phát Hoa Tô Sa Hoa Cà Săn Khô, Giá Đi Đăng Chattarip Purisi Gani Atham Purisi Bukala
chúng thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, tức là bốn đôi tám vị. Bốn đôi là đạo quả tu đường quần, đạo quả tư đà hàm, đạo quả na hàm, đạo quả la hán. Tám vị tức là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Thì khi mà xài cái chữ giá đi đăng đó là nói đủ, là nói đủ hết. Còn cái chữ Sayyathapi, Sayyathapi tức là chữ Sayyathapi có nghĩa là cái đơn cử, như là Sayyathapi như là thì ở đây đó, chúng ta nên hiểu trong cái đoạn kinh này nói về bảy thức trú hay là chính hữu tình cư mà Đức Phật dùng chữ Sayyathapi. Có loại thân vị, tưởng vị, thân vị tưởng đồng. Thân vị tưởng vị tức là cái thân tướng khác và cái tâm thái tục cũng khác. Thì ở cõi đó như là cái cõi nhân loại, và số loài đọa xứ v.v. Thì cái đó chỉ là đơn cử chứ không có đủ hết. Bởi vì ở trong đó khi mà nói đến chúng sanh mà thân đồng tưởng dị đó thì đơn cử như là Thiểu Quang Thiên, chỉ đúng ra đó phải Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Thiên. Ba cái cõi đó, ba cõi phẩm thiên đó là thân đồng mà tưởng dị. Bởi vì tái sanh, cái tâm tái tục của các vị phẩm thiên cõi nhị thiền này thì chỉ có là tới quả nhị thiền, quả tam thiền á. Cho nên ở đây chỉ là đơn cử chứ không có nói hết. Nếu mà nói phải hết là kể luôn cả thức trú thì kể 29 cõi, kể luôn cả, còn kể luôn tất cả thì kể 29 cõi. Còn nếu nói hữu tình cư thì kể luôn cả 31 cõi. Như vậy thì dài lắm, thành ra chỉ đơn cử để cho hiểu thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2 của Thượng Tọa Già Nẵng Bình Yêu Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính được Thượng Tọa Tuệ Sư. Mà Thượng Tọa Tuệ Sư, chúng ta sống thường hay có cái ngã chấp tự cao tự thị hay là còn giả lạ? Thì chúng ta chấp ngã là do chúng ta khác biệt hơn người khác. Thí dụ mình nói là ở trong xứ thì dọc là vua chẳng hạn, hay là chúng ta chấp ngã là do chúng ta giống với chúng sanh khác. Ví dụ như nói tôi cũng là một tu sĩ, hay là tôi cũng là một người văn học chẳng hạn, giống như bao nhiêu người ăn học khác, thì cái dị biệt và cái tương đồng ở cái nào nó khiến cho chúng ta chấp ngã. Xin cái tỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại.
Không biết là do cái máy của chúng tôi hay là chắc có lẽ do máy. Khi nãy thượng tọa tự vì giảng thì chúng tôi nghe cũng rất nhỏ, mà thượng tọa chắc đẳng nói chuyện chúng tôi cũng nghe nhỏ, cố gắng để sát, và chúng tôi nghe nó không có được rõ. Dạ, đến một cấp Phật tử chúng ta cho biết là nghe âm thanh của thượng tọa đẳng nhỏ, nếu vậy thì chúng tôi sẽ dựa vào cái câu thảo luận số 3 mà thượng tọa vừa nêu lên đó để chúng tôi giảng, để chúng tôi trả lời. Ở đây nó hơi có cái tính cách mơ hồ trong cái câu hỏi là hễ mà đã gọi là chấp ngã đó, tức là cái đó là cá nhân, cá biệt, ta, attack, chứ không thể chấp ngã theo một cái đại thể được. Nhưng không biết là cái ngụ ý của thượng tọa giác đẳng là đề cập đến cái vấn đề chấp ngã y cứ trên sự tương đồng hay cá biệt. Chúng ta chưa hiểu được cái y cứ trên sự tương đồng là như thế nào, và y cứ trên khác biệt là như thế nào. Chúng ta lấy một cái ví dụ như thế này. Thí dụ cái này thì nó rõ là người ta nói một câu nào đó mà nó có hàm ý, cá nhân của người đó nói thôi, thì như vậy cái câu đó nó không trở thành cái câu ca dao hay cái câu tục ngữ, mà cá nhân người đó nói như vậy thì nếu là hay thì chỉ thành một cái câu danh ngôn. Còn cái gọi là ca dao hay tục ngữ là cái đó là nó lan truyền rộng, ai cũng biết, thì hỏi rằng danh ngôn là dựa trên sự tương đồng hay là cá biệt, thì trong trường hợp này chúng ta có thể trả lời được. Còn cái gọi là chấp ngã đó thì chúng tôi chưa hiểu được cái tâm ý của thượng tọa giác đẳng muốn nói cái sự chấp ngã y cứ và tương đồng. Hồi nãy thượng tọa đã giải thích mà chúng tôi nghe không rõ lắm, chứ tôi chỉ trả lời tóm tắt là chấp ngã y cứ trên cái sự cá biệt, tức là chỉ nghĩ đến cá nhân hay bản thân chấp ngã theo cái đó,
Mà thường thì nếu mà chấp ngã đó là người ta dựa trên phương diện quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Cái đó mới là cái phần chính của cái sự chấp ngã. Còn nếu mà nói trên cái phương diện tương đồng, thí dụ như nói tu sĩ thì có nhiều, và mình nói tôi là vị tu sĩ, thì trong trường hợp chỉ là lời nói thường thức chứ không phải là chấp ngã. Khi nào nói ta là sắc quẩn, sắc quẩn là ta, thì cái đó mới gọi là chấp ngã. Và hễ là chấp ngã đó, thì nó dựa trên các việc. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giáo đẳng Việt Nam Mô Thầy ạ. Sa thú kính trưng thưa tổ sư, anh Đề Thính thưa cầu tổ sư đề nghị. Và tiếp theo thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính đang có mặt trước máy, xin đại đức Pháp Tính một vị trả lời cho cô thảo luận số 4. Dường như đại đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy. Thưa tổ tư quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tổ tư quyền nghe được, xin thỉnh thưa tổ tư quyền hoan hỷ cho cô trả lời cho cô thảo luận số 4. Đại Đức Nguyên Thông nghe được không? Dạ. Đại Đức Nguyên Thông, hôm nay chúng ta nói về cái sự đồng dị của chúng sanh, hoặc là thân đồng tưởng dị. Thì theo Đại Đức Nguyên Thông, sự khác biệt của chúng sanh trong đời này là do tư duy hay là do nghiệp quá khứ? Để xin kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, kính thưa sư phụ, con xin góp ý cho câu thảo luận số 4, hỏi rằng chúng sanh tương đồng hay dị biệt là do tư duy hay là do nghiệp quá khứ? Kính thưa sư phụ, về cái điểm này thì chúng ta là ngoại trừ Đức Phật Thích Ca thì có thể ngó thấy những cái nghiệp quá khứ của những người đó để mà biết là tương đồng hay dị biệt là do nghiệp. Nhưng mà đối với con thì một chúng sanh vô minh chỉ nhìn thấy cái thế gian này và hiện tại bây giờ mà thôi. Cho nên nếu mà mình nói là tương đồng hay dị biệt là do cái sự suy nghĩ của người hành giả đó trong cái lúc hiện tại đó, nhìn thấy cái người đối diện và mình, rồi đem mình so sánh với người đó. Thì ở đây thì nó là do cái tư duy của người đó mà suy nghĩ mình là ai và mình biết cái gì, mình không biết cái gì, và người đó biết gì hay không biết cái gì, do đó có thấy cái sự tương đồng. Thì nó là identical, tức là nó giống nhau á, hay là dị biệt đó, hay là khác biệt, đó là do cái sự suy nghĩ của người hành giả đó trong cái giây phút mà người đã nhìn thấy và họ cho rằng đó như vậy. Cho nên con cho rằng đó là do tư duy và do sự so sánh của mình và tha nhân. Đó là cái sự suy nghĩ của con, kính thưa sư phụ. Con xin được trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm sâu sắc. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý đại biểu, không thấy có đại biểu Pháp Tính cũng như thưa tòa tư quyền trả lời, có lẽ là các vị không có mặt ở trước máy. Chúng tôi xin được đóng góp vài điều liên quan đến bài học ngày hôm nay. Khi nào có Chư Tăng trở lại thì chúng ta tiếp tục phần thảo luận. Thưa quý vị, một cái nhìn mà đã ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều ở trong cuộc sống, đó là chúng ta là ai. Ở trong ngành tâm lý học, họ có một cái
một cái thuộc gọi là self identification hay là self identity. Cái mà chúng ta là ai đó, nó tạo nên một cái nhìn chủ quan về chúng ta đối với cuộc sống này. Nếu ví dụ như là mình đi vào một đám đông, bước vào trong cuộc sống xã hội, cái gì mà mình làm hay không làm, mình cảm thấy thích hợp hay không thích hợp, thì nó dựa vào cái self identity của mình hết. Thì khi cái nhìn về bản thân của chúng ta đó, nó có cả hai cách nhìn. Cách nhìn trên phương diện tương đồng và trên phương diện cá biệt. Trên phương diện cá biệt, thí dụ như là chúng tôi là một vị tu sĩ mà đi vào cái chỗ sinh hoạt cộng đồng, người ta có những cái tranh luận rất là gay go về chính trị. Mặc dù chúng tôi cũng có quan điểm giống hoặc là khác, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình là tu sĩ, đầu tròn ở vuông, mình không thể nào mình nói bằng cái ngôn ngữ của những người ở tại đây, trình bày bằng cái cung cách của những người ở tại đây, bởi vì mình là một tu sĩ, do vậy mình phải hành xử khác đi. Thì ở đây đó là một cái nhìn dựa trên sự khác biệt. Hay hoặc giả là cũng chuyện đó xảy ra, nhưng mà mình nói rằng mình là người Việt Nam, không thể để cho người Việt Nam bị mất mặt hay là bị người khác coi thường. Thì mình thấy rằng mình là một phần ở trong một cộng đồng. Thì cuộc sống của chúng ta luôn luôn nó là một cái sự thể hiện của cái self-identity đó. Cái self-identity mà nói tôi là ai đó, nó bao gồm cả hai cái cá biệt và cộng đồng. Cái cá biệt đó, đó là ngay cả trong một ngôi chùa, trong một gia đình, ở trong một cái tổ chức, thì chúng ta vẫn thấy rằng mình có một cái vị thế riêng, rất riêng. Và cái vị thế riêng rất riêng đó, nó khiến cho chúng ta có một cái hành xử khác. Nhưng mà rồi những cái phản ứng vui buồn trong cuộc sống đó, ví dụ như là bây giờ Trung Quốc đem tàu vào trong bãi Tư Chính để xâm lăng cái chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, thì thưa quý vị, một người Việt Nam không thể nào mà lấy lý do rằng cái chuyện mà giằng co đó là giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà người đó phải thấy rằng đó là đất nước Việt Nam, quê hương Việt Nam, và mình cũng là người Việt Nam. Mình đau cái nỗi đau của người Việt Nam, mình bực bội cái bực bội của người Việt Nam. Thì chúng ta thấy cái chung và cái riêng đó, nó có ảnh hưởng lớn đến mỗi chúng ta. Và chúng ta nên hiểu rằng cái đồng và cái gì đó, nó không phải chỉ là một nỗi ám ảnh, mà đó là một sự nhận thức rất là chủ quan của mỗi cá nhân đối với cuộc sống này. Thì bây giờ, thưa quý vị, chúng sanh sanh ra trong cuộc đời này đó, nếu mà chúng ta sanh làm những cái chủng loại như có ông cái kiến, thì mình thấy rằng con càng kiến thợ nó có cái vai trò khác nhau, và hầu như một chục con kiến càng, một chục con kiến thợ, 100 con kiến thợ, 1000 con kiến thợ đó, thì nó đều có cái vai trò cố định, nó có cái hình dạng tương đối giống, vai trò giống. Xã hội loài người chúng ta đó không hẳn là chúng ta có cái hình thức tương đồng về thân cũng như là về cách suy nghĩ, cách làm việc như là con ông cái kiến. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có những cái tập thể, thí dụ tập thể của cựu quân nhân, tập thể của quân nhân, của những người mặc là uniform, mặc đồng phục. Cái uniformity, cái đồng phục đó, đó nó cũng tạo cho chúng ta một cái ảnh hưởng rất lớn ở trong cái tư duy riêng của mình. Tôi là người Phật tử, tôi là người xuất gia, tôi là người đại gia, tôi là
thế này, tôi là thế kia. Tự nhiên chúng ta identify bản thân của mình với một nhóm, một thành phần nào đó, và từ chỗ đó chúng ta đặt vấn đề, cái nhìn nó khác đi. Có một lần chúng tôi sang bên Thái Lan, bất chợt có một người Phật tử đọc một bài báo ở trên tờ Bangkok Post nói về cái chuyện bê bối của một nhà sư Thái Lan. Thì người Phật tử đó nói với chúng tôi rằng người Thái đó họ rất là kính và rất là quý hàng xuất gia. Nếu mà nói lên những điều mà bê bối của nhà sư Thái Lan như vậy đó, thì điều đó làm cho xã hội Thái đó họ bị rúng động, bị đau đúng không? Thì chúng tôi nói với quý vị đó rằng thật ra nếu đọc một bài báo quý vị không đánh giá được đâu. Phải sống ở Thái Lan thì mới thấy cái nhìn của người Thái Lan nó khác với nhìn của người Việt Nam. Người Việt Nam á, mà nghe một cái chuyện xấu ở một ngôi chùa hay là ở một vị tu sĩ đó, thì người Việt Nam đó sẽ công kích, đả kích như là một kẻ bàng quan ở bên ngoài. Chúng tôi làm việc trong giáo hội Phật giáo Nông Thống Nhất đó, chúng tôi đọc rất nhiều bài báo như vậy. Nhiều bài báo nghĩa là cùng làm việc trong giáo hội, cùng là Phật tử, cùng đi chùa, ngay cả nhà sư với nhà sư, nhưng mà khi mà bất mãn và chửi với nhau thì giống như là mình nói rằng trâu trắng trâu đen, tức là người ta nghĩ rằng mình là người ngoại cuộc. Nhưng người Thái Lan thì cái nhìn của họ khác. Người Thái Lan á, khi mà họ nói lên một chuyện xấu xảy ra trong chùa đó, thì họ nói chuyện với tư cách của người trong nhà. Họ là Phật tử, họ đi xuất gia gieo duyên, và khi xuất gia gieo duyên thì họ mang theo những cái tập khí bên ngoài vào trong chùa. Và nếu có những gì phức tạp thì cái nhục là nhục chung, cái nỗi đau là nỗi đau chung, chứ họ không có nhìn cái chuyện đó như người Việt Nam. Người Việt Nam á, nhìn cái đạo á, giống như là một khách hàng mình nhìn các công ty. Chúng ta chỉ trích công ty Amazon làm ăn thế này, Facebook làm ăn thế kia, thế nọ đó, là chúng ta chỉ trích. Nhưng mà mình là người ở trong công ty Amazon, và khi Amazon có vấn đề đó, thì mình nhìn thấy đó là cái nhà của mình, đó là gia đình của mình. Và nếu nó có nên, có hư, có tốt, có xấu đó, thì mình cũng là một phần, và mình phải nói lên và mình xây dựng. Thì thưa quý vị, cái nhìn đó người Việt Nam không giống người Thái Lan. Thật ra đây là một điểm mà chúng tôi rất là khó trình bày. Dạ, chúng tôi rất là khó trình bày là tại vì sao vậy? Là tại vì cũng thời một cái chuyện hơi phức tạp xảy ra, một cái người ở trong nhà nhìn vấn đề đó khác, mà cái người ở ngoài đường, một kẻ bàng quan nhìn ở ngoài đường khác. Đa số, ngay cả những vị tu sĩ Việt Nam, ngay cả những cái người Phật tử Việt Nam, khi mà phê phán những việc khác thì người ta phê phán với thái độ của kẻ bàng quan, của người ngoài đường, chứ không phải là người ở trong nhà. Người ở trong nhà mình nhìn khác. Dạ, mình nhìn khác. Tại sao chúng tôi nói về điểm này, lấy là một thí dụ, là bởi vì nếu chúng ta thấy đó là một phần, đó là một phần của mình là một phần của một cái community đó, thì community đó, cái cộng đồng đó có tốt, có xấu, có hay, có dở đó, thì mình cũng gánh chung. Nhưng mà không, cho đến giờ này chúng tôi sống với nhà sư Việt Nam, với Phật tử Việt Nam sinh hoạt ở trong cùng một giáo hội, thì chúng tôi vẫn nhận ra rằng đa phần người Phật tử Việt Nam, chư tăng Việt Nam thì nhìn vấn đề của đạo á, giống như một người ở ngoài đường nhìn vào trong một nhà của người khác, chứ hơn là người ở trong nhà nhìn ở trong nhà. Đây là một sự rất là khác biệt khi mà chúng tôi sinh hoạt với các quốc gia Phật giáo khác, ở trong các cái xứ khác. Nó là một điểm rất là tế nhị, nhưng mà nó là một cái dân tộc tính. Tại vì dân tộc của chúng ta đó, thưa quý vị, nó vốn bị phân hóa lâu đời, rất ít khi, ngoại trừ một vài trường hợp, ví dụ như là Thiên Chúa giáo ở Việt Nam, thì những người Thiên Chúa giáo thì thường là họ mang tính là người ở trong nhà hơn. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng cái self-identity đó, chúng ta là ai đó, nó lại là một cái nền tảng cho
sự suy nghĩ và cái đồng cái gì của chúng ta. Và cái đồng cái gì cuộc sống là tôi không giống như những người đó, hay là tôi cũng là một thành phần của những người đó. Cái đó nó quyết định rất nhiều, nó ảnh hưởng rất nhiều về cách suy nghĩ ở trong cuộc sống của mình. Và bây giờ thì thưa quý vị, chính những cái khuynh hướng đó nó dẫn chúng sanh đi đến cái cảnh giới tái sanh. Và trong cảnh giới tái sanh này đó, nó lại tạo cho chúng ta vô cái nghiệp lực, nó tạo cho chúng ta sống ở trong một tập thể giống nhau hay là cá biệt. Hồi nãy chúng tôi có đề cập như là con ong cái kiến đó. Quý vị biết là con ong con kiến nó không có sống riêng lẻ một mình, mà nó luôn sống tập thể. Cái tập thể của con ong cái kiến đó, nó là một cái chủng loại chúng sanh mà nó phát xuất từ một cái tiên. Khi mà chúng sanh nó làm con người đó, họ sống luôn luôn sống trong một cộng đồng, và trong cái cộng đồng đó mỗi người có một vai trò, và những cái vai trò đó nó kết hợp với nhau, nó tạo thành một cái sự tồn tại của một đàn ong hay một đàn kiến. Thì những người mà có khuynh hướng sống tập thể, sống cộng đồng đó, thì họ rất khác thưa quý vị. Họ tự xem họ là một bộ phận, và họ luôn luôn tự thấy rằng họ cần những người khác, cần những chúng sanh khác. Mình thấy rằng loài kiến thì như là kiến càng, kiến thợ, nó có mỗi con nó có một cái vai trò hoàn toàn khác. Hay là mình học về loài ong đó, như là ong chúa hay là ong thợ. Những loài ong, mỗi một loài ong nó cũng có một vai trò, nhưng mà không ai bảo ai hãy nó sinh ra làm loài ong chúa thì nó có vai trò ông chúa, mà nó làm ông thợ thì nó làm vai trò ông thợ, chứ nó không phải là con này nó làm qua vai trò con kia. Và nó làm việc rất là nhịp nhàng, mặc dù đó là xã hội của loài kiến, của loài ong. Thì thưa quý vị, ở trong đời này có những người mang cái khuynh hướng gọi là sống quần tụ, sống tập thể. Chúng tôi nhớ cách đi khoảng chừng 25 năm, ở tại Minnesota có một vị thống đốc, ông tên là Ventura. Quý vị nào tra Governor Ventura của tiểu bang Minnesota, bản thân của ông là một thành viên của cái lực lượng đặc nhiệm hải quân mà của Hoa Kỳ, của Navy, được gọi là SEAL. Thì thứ gì từ giả binh nghiệp thì ông trở về làm chính trị. Ông cũng làm được một số điều, nhưng mà ông có một câu nói mà nó gây rất nhiều tranh luận, là ông nói rằng những cái người mà có niềm tin tôn giáo mà họ thích, hay là họ luôn luôn cần thiết một cái tổ chức tôn giáo mà được tổ chức quy mô đó, thường đó là những tâm hồn yếu đuối. Dạ, tâm hồn yếu đuối. Thì thưa quý vị, câu nói đó là một câu nói rất là phản cảm trong xã hội Tây Phương. Người Tây Phương đó, họ thường có một cái mơ ước về những cái tổ chức vĩ đại, và những cái thành viên trong đó, thành viên tôn giáo đó, là những con người có đức tin, và đức tin đó được sản xuất hàng loạt. Tức là kiểu người như một, đều có cái niềm tin giống nhau hết. À, tin Chúa như vậy, sợ Chúa như vậy, làm theo như vậy. Thật ra, xã hội Tây Phương là một cái xã hội mà họ sản sinh ra Thiên Chúa Giáo, La Mã, họ sản sinh ra Chủ nghĩa Cộng sản. Vậy là muôn người như một. Người Tây Phương họ có ước mơ rất lớn là làm sao đó để sản xuất ra những tín đồ các tôn giáo theo cái dạng là mass production, tức là sản xuất hàng loạt. Ai cũng phải giống nhau hết, suy nghĩ giống nhau, tư duy giống nhau, và như vậy kết hợp rồi trở thành một cái đạo giáo, một tôn giáo. Bây giờ mà chúng ta thấy là ở bên Mỹ những phong trào như là Cultist, những phong trào dị giáo, hay là đạo Mormon, hay là Jehovah's Witness, Seventh Day Adventist, đều luôn luôn như vậy. Đó là một giấc mơ mà họ muốn rằng tạo ra những con người mà rập khuôn, có nghĩa là giống nhau. Thì Ventura nói rằng những người mà đi theo tôn giáo, đi theo cuộc sống tinh thần mà mang tính rập khuôn giống nhau đó, thì những người đó là những tâm hồn yếu đuối. Thì quả thật thường thường như vậy, chúng tôi phải nhìn nhận là khi có một người nào đó họ đi theo con đường về đức tin đó, họ chỉ muốn là bắt chước người ta thôi,
người ta muôn người như một, và ai cũng phải giống mình cũng phải làm giống như vậy. Thế thật sự là riêng về đạo Phật đấy, thì ở trong Phật pháp đề cập đến tăng già là một cộng đồng, nhưng mà cộng đồng của những cá thể khác biệt, dị biệt. Và Đức Phật thì ngài không có lập ra một giáo hội, mà trong giáo hội đó những thành viên phải đập khuôn giống nhau. Mặc dù là cùng đầu tròn áo vuông, nhưng mà mỗi chúng ta là một cá thể độc đáo, đặc biệt riêng. Và trong cái cá thể đặc biệt riêng đó, từ cái căn tính sự hành thì cái nhìn đó nó phải được phát triển theo một cách giáo dục từng cá nhân, chứ không thể nào chúng ta là một cục bột mà bỏ trong cái giống như là bánh in mà đúc khuôn, mà đúc ra vuông thì vuông, mà tròn thì tròn, dài hay là ngắn thì giống nhau, không có cái đặc khuôn như vậy. Điểm này thì tương đối hơi khó hiểu. Dạ, điểm này hơi khó hiểu, bởi vì đa phần chúng ta, thưa quý vị, có cái mơ ước rất lớn và của con người là mình muốn biểu thị cái sức mạnh của mình, biểu thị cái ngã của mình bằng cách là tôi thuộc về tổ chức đó, tôi thuộc về thành phần đó. Ví dụ như là người ta thường muốn mình trở thành một thành viên của một cái tổ chức hay là một thành phần của một phong trào. Và có những cái phong trào đó, có những tổ chức đó, dù là tổ chức tôn giáo hay xã hội mà càng lớn càng mạnh thì chúng ta mới cảm thấy rằng cái tổ chức nó mạnh thì mình mới mạnh, tại mình là thành phần của tổ chức đó. Nhưng mà khả năng để ra đi sống một mình, đối đầu với mọi việc một cách tự lực cánh sinh thì nó không phải là chuyện đơn giản. Dạ, nó không phải là chuyện đơn giản. Những cái lập thuyết hay là những cái tổ chức, thí dụ cộng sản chẳng hạn, hay là một số những cái phong trào xã hội đó, thì họ hay muốn có một cái cơ cấu tổ chức ràng rịch với nhau. Và ràng rịch với nhau tức là mọi người đều phải thông suốt đường lối, phải được nghe theo lãnh đạo, phải được rập khuôn. Nhưng mà trên phương diện đời sống tinh thần đó thì điều này nó không có nó không có thích hợp. Ở trong kinh có một câu là nếu không gặp bạn đồng hành, hiền minh chân chánh, hiểu rằng lối đi như vua bỏ nước vong suy, như voi rừng thẳm thà đi một mình. Thì câu nói đó nói một điều rằng một con người mà có cái sự trưởng thành về đời sống tinh thần là người đó phải có can đảm sống một mình, ngay cả những lúc mà khó khăn nhất của đời sống. Ví dụ như Đức Bổn Sư của chúng ta khi mà ngài chưa thành đạo đó, ngài đã có một cái sự chuyển hướng từ khổ hạnh sang con đường tu đạo. Và lúc bây giờ năm vị pháp lữ của ngài, tức là năm vị kiều trần như đang ở với ngài, nghĩ rằng Sa môn Bồ Đàm đã thối chuyển và bỏ đi. Nhưng mà không, điều đó làm cho Đức Phật đau đớn, tại vì ngài thấy rằng khổ hạnh á không dẫn đi về đâu, và ngài thấy rằng nó chỉ tạo nên sự cạn kiệt của thân xác, và nó hủy hoại cái phương tiện của sự tu tập. Thì ngài đổi sang trung đạo, ngài bắt đầu đi khất thực và thọ thực trở lại bình thường. Thì thưa quý vị, những cái hình ảnh của Đức Bồ Tát ở trong quá khứ mà một khi ngài rời bỏ đó, ra đi một mình và chấp nhận suy nghĩ cách suy nghĩ một mình, tuy rằng nó rất là cô độc, nhưng mà nó là một sự can đảm. Và không phải chỉ trong sự can đảm đó mà đơn thuần là tại vì cái ngã tính của ngài, nhưng mà ngài hiểu rằng đôi khi ở trong đám đông nó chỉ là mất thì giờ, nó chỉ là phí cuộc sống, thì tại sao mình không đi một mình? Dạ, đó là một điểm quan trọng. Bởi vì cái tư duy về tinh thần á của Đông Phương và Tây Phương khác nhau. Cái tư duy mà của Phật pháp á, của ở trong người trong đạo Phật và các tôn giáo khác với nhau. Chúng tôi hiểu rằng một số lớn người Phật luôn mơ để xây dựng một cái giáo hội mạnh mẽ Phật giáo, luôn luôn mơ ước là mình là một đạo Phật thì mình phải làm sao mà có hệ thống ngang, hệ thống dọc. Chúng tôi làm việc trong giáo hội thống nhất lâu ấy, chúng tôi biết rằng đó là giấc mơ của rất là nhiều người. Nhưng mà chúng ta không thể quên đi một cái nền văn hóa rất là quan trọng ở trong đời sống của Phật pháp từ ngàn xưa đến giờ đó, là mỗi chúng sanh là một cá thể đặc biệt. Khi mà chúng ta nghe lời Đức Phật dạy là sappe sattha kappasakka, tức là mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng của mình,
mình là chủ nhân của nghiệp. Và bởi vì chúng ta có nghiệp riêng của mình, nên chúng ta không thể bắt chước người khác. Như người ta nói một câu, người ta nói rằng một cách định bợ và trơ trẽn nhất đó là sẽ bắt chước người khác. À, nếu người ta làm mình bắt chước theo, đó là một cách nó cũng không hay gì. Vấn đề quan trọng của chúng ta không phải là mua bỏ bắt chước giống như người khác, mà vấn đề là chúng ta phải biết được cái sở trường, sở đoản của mình, và mình phải có một chấp nhận cái hướng đi riêng của mình. Và càng trưởng thành mình được sống tinh thần, thì chúng ta hiểu rằng ở trong cuộc đời này, sự cô độc nó là vốn dĩ là một điều tất nhiên. Và sự tất nhiên đó, khi mà mình nhận ra rằng cũng thời trị bệnh, nhưng mà không phải người ta uống linh chi tốt, mình uống linh chi cũng tốt. Không thể họ ta uống canh trường xanh tốt, mình uống canh trường xanh tốt. Tại vì có thể cái sức khỏe của người ta, tại vì cái điều kiện của người ta khác chúng ta, nên chúng ta cần chấp nhận. Dù sao đi nữa thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy về bảy thức trú này, đó là một cái nhìn toàn bộ chúng sanh của các cõi. Bảy thức trú và chính hữu tình cư. Ở trong chính hữu tình cư thì là thêm lên vô cõi vô tưởng và cõi phi tưởng phi phi tưởng, mà chúng ta sẽ có dịp để chúng ta nói đến. Nhưng mà dù bảy thức trú hay là chính hữu tình cư, thì ở trong đó lại có một điều rất là quan trọng mà chúng ta nên biết, đó là chính cái sự đồng và dị, tức là tương đồng và dị biệt của cá nhân, dù là ngoại hình hay là dù là tâm thức đó, nó tạo nên một cái mà chúng ta gọi là cái self identity, chúng ta là ai. Và điều đó ảnh hưởng đến cái nhìn chủ quan của chúng ta với cuộc sống này hoàn toàn. Quý vị thấy rằng mình sinh hoạt ở đâu cũng vậy, ở trong một cái cộng đồng, tại sao người ta chạy theo mốt thời trang? Thật ra ở trong cái mốt thời trang nó có hai phương diện. Một là mình muốn giống người ta. Năm nay người ta mặc đồ hẹp thì mình cũng phải mặc đồ hẹp. Năm tới người ta mặc đồ rộng thì mình cũng mặc đồ rộng. Năm nay cái tông màu của họ là màu trắng và đen thì mình cũng màu trắng màu đen. Tức là mình muốn là một phần của cái thời trang đó. Mình không muốn đi theo sau, hay là mình muốn không muốn sống ngoài lề, một bên lề, nhưng mà mình muốn là mình là một phần của cái cao trào, phần của cái xu thế thời thượng, cái gì thịnh hành. Nhưng mà rồi ở trong cái mốt về thời trang đó, nó lại tìm ra một điểm là có những người họ lại muốn đặc biệt. Thí dụ như tại sao chúng ta nghe nói những người họ bỏ một số tiền rất lớn để mang một cái mốt, mà trên thế giới này chỉ sản xuất có vài cái thôi, tại vì họ muốn họ đặc biệt hơn những người khác. Tại sao người ta bỏ tiền ra mua một bộ áo mắc tiền? Tại vì người ta nói rằng muốn đụng hàng, không có đụng hàng tức là người ta không muốn giống người khác. Thì giữa cái giống và cái khác này đó, nó là cái gì? Nó là một cách suy nghĩ thôi. Dạ, nó chỉ đơn thuần là một cách suy nghĩ. Và cái suy nghĩ này đó, nó ảnh hưởng toàn bộ đến tất cả những gì mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Thật ra đừng tưởng rằng cái nhìn về sự đồng vị nó không ảnh hưởng chúng ta. Cái ngã tính của chúng ta thể hiện qua đó. Đôi khi cái ngã tính thể hiện, cái ngã chấp thể hiện qua cái sự tương đồng. Tức là mình cố gắng để thấy rằng mình ở trong cái chung. Và đôi khi chúng ta thấy là ở trong cái chung mình có cái riêng. Nó cũng tương tự, không phải thế giới bên ngoài mà thế giới nội tại đó. Nhiều khi chúng ta cũng nói rằng sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn. Nhưng mà có đôi khi chúng ta nói là trong sắc quẩn có ta, và ở trong ta có sắc quẩn. Dạ. Tùy theo cái góc nhìn của chúng ta, nó là cả bao nhiêu vấn đề rất là phức tạp. Thứ gì, tại nãy giờ chúng tôi có thỉnh Chư Tăng nhưng mà không nghe Chư Tăng trả lời. Do đó chúng tôi tiếp lời một chút để chúng tôi trả lời. Không biết là Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính không nghĩ cho biết. Dạ. Đại Đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta học về bảy thức trú. Thì chúng ta sanh làm con người, rõ ràng rằng ở trong xã hội là người, nó có đa dạng, nó có muôn màu, muôn sắc. Nhưng mà cũng có những người họ muốn rằng thế giới này phải đồng nhất. Tức là ở trên thế giới chỉ có một tôn giáo mà thôi, chỉ theo một chủ nghĩa mà thôi, sống theo một cách thức ăn, một thứ thức ăn thôi.
thì cái chủ nghĩa bá quyền muốn thâu tóm tất cả, muốn mọi người phải theo, thì có nhiều người cho rằng đó cái ý muốn rất là bệnh hoạn. Thì Đại Đức Huệ Tính có nghĩ rằng chúng ta nên sống trong một xã hội đa dạng, đa văn hóa, hay là chúng ta nên sống trong một xã hội thuần nhất? Xin kính thỉnh Đại Đức Huệ Tính. Nam mô Bụt Thầy giả, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu hỏi của thượng tọa Quỳnh Yêu, đối với cái cuộc sống này đó thì theo như chúng con học thì qua cái lời của Đức Phật dạy đó, thì coi như là chúng ta sống phải có cái sự bình đẳng, cũng phải có cái sự bình đẳng. Có nghĩa là người ta đối với mỗi người đều có một cái tư tưởng riêng, một cái tư tưởng riêng. Có nghĩa là mình không bắt ai làm cái gì hết, mình không bắt ai làm cái gì hết. Để mà người ta thấy cái gì mà thích hợp với người ta thì người ta làm. Cũng như ở trong những cái bài kinh, khi mà mình tụng kinh thì đối với chúng sanh, thì khi mà chúng sanh nào tạo những cái ác nghiệp thì chúng sanh đó phải chịu cái khổ cảnh. Còn những ai tạo những cái thiện nghiệp thì người đó sẽ được sanh về nhân cảnh. Thì những cái thước đo hoặc là những cái khuôn khổ đó, thì ai muốn chọn một cái lối đi nào cho mình thì người đó chọn thôi. Chứ nếu mà thật sự ra thì mình ép buộc mình làm như vậy thì nó cũng không có, nó không có thích hợp. Chúng ta thấy rằng khi mà đến với đạo Phật đó, thì tất cả các giai cấp đều có cái sự bình đẳng với nhau, đều có cái sự bình đẳng với nhau. Rồi dù cho cái người đó ở cái giai cấp nào cũng vậy, đi vào cái cuộc tu là phải giữ giới lực hoặc là tuân thủ theo những cái điều lành, những cái điều tốt. Thì tự nhiên lúc đó chúng ta có một cái cuộc sống tốt. Hoặc là đối với những người đứng đầu một cái quốc độ, hoặc là đứng đầu ở trong một cái nhóm nào, thì cái người đó sẽ sống đúng với cái trách nhiệm của mình. Với cái trách nhiệm của mình thì coi như là mình đã cống hiến, đem lại cái sự lợi ích cho tất cả mọi người. Thành ra đó, nếu mà mình sống mà có một cái quy chế, một cái thể chế mà nó đàng hoàng, nó đem lại cái sự an lành cho tất cả mọi người đó, thì cái điều này là mình nên phải thực hành theo. Chứ nhiều khi mà mình có những cái khẩu hiệu mà nó lớn quá, mà nó đi ngược lại với những cái khẩu hiệu mà chúng ta đưa ra đó, thì coi như là giống như là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thí dụ như ở Việt Nam thì thật sự ra có nhiều cái câu mình nghe nó ghê lắm quý vị. Thí dụ như chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa đói giảm nghèo, thật sự ra nó thì nếu mà mình đưa ra cho bậc trí hoặc là thế giới người ta nghe đó, người ta nghe những cái câu này, quý vị thấy rằng nếu mà quý vị thật sự ra mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy hay lắm quý vị. Nhưng mà hỏi có làm được không? Không có làm được. Trời ơi, bây giờ mà quý vị thấy rằng thí dụ như mình đi đến đâu mà mình gặp một cái khẩu hiệu đó, mình nghĩ rằng chắc ở nơi đây chắc phồn thịnh lắm ấy. Xóa đói giảm nghèo thì coi như là không có
không có còn người đổi với người nghèo nữa. Nhưng mà thật sự ra cái khẩu hiệu đó nó có cái khẩu hiệu đó nó được treo rất là nhiều quý vị, nhưng mà thật sự ra mình thấy cái người đổi với cái người nghèo nó nhiều còn hơn cái chữ đó nữa, cái câu đó nữa. Hoặc là nhiều khi người ta ghi những cái khẩu hiệu mà số nạn mù chữ đó, thì mình nghe cũng ghê lắm nha. Mình tưởng cái đất nước cái chỗ này nó văn minh lắm mà xó mù chữ à, nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng ha, mình không tạo điều kiện, người ta không có tiền người ta đi học làm sao mà xó mù chữ được quý vị. Trong khi mỗi khi mà đến trường học đó, thì mình đóng rất là nhiều cái khoản tiền thì làm sao mà mình xó mù chữ được. Thành ra đó chúng tôi nghĩ rằng là có nhiều khi có những cái khẩu hiệu mình đưa lên như vậy, mình cũng phải làm giống như vậy. Hoặc là có những người nếu mà mình đưa ra những cái quy chế nào đó mà nó đem lại cái lợi ích cho mọi người thì mình cũng phải thực hiện theo những cái điều đó, thì coi như là sống như vậy thì mới có một cái sự bình đẳng, có một cái sự công bằng. Ra ở trong cái câu thảo luận này thì đối với trong cái lời của bậc trí mà đã dạy đó thì chúng ta thấy rằng luôn luôn lúc nào cũng giữ cái sự bình đẳng là mỗi người, tại vì không có cái gì, tất cả chúng ta đều có cái giọt nước mắt nó mặn giống nhau, có cái dòng máu, có cái màu máu nó đỏ giống nhau. Thành ra không có lấy cái quyền gì mà chúng ta phải áp đặt người kia phải dưới quyền mình, hoặc là phải làm theo ý mình, hoặc là người này phải tuân theo cái ý của mình hết. Mình đưa ra những cái quy chế, những cái điều quy định nhằm cái mục đích là để cho tất cả mọi người đều được cái sự an vui, chứ không phải mình đưa ra những cái quy định đó để mà bắt mọi người đều phải phục vụ cho mình. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta đều có chung một cái vị mặn của nước mắt, tất cả chúng ta đều có một cái màu chung là cái màu máu đỏ, tất cả ai cũng vậy. Thành ra đó, những cái điều nào mình đưa ra đó thì mình phải theo một cái vì cái sự hạnh phúc an vui của tất cả mọi người, chứ không phải mình đưa ra những cái điều đó để bắt người ta phục vụ cho mình. Thì đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Nha. Sau thủ kinh trình đại lý pháp tính, thưa tòa tuyên quyền, thưa tòa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tòa tuyên quyền ở trước máy xin thỉnh thưa tòa hoan hỷ trả lời cho cô thưa luật sau cùng. Yeah. Thưa tòa tuyên quyền, ở trong thế gian này có những người lập dị, họ muốn làm khác hơn những người khác. Và có những người đó, họ luôn luôn muốn mình giống người khác, tức là theo phong trào. Thì cái mà mình muốn giống người khác và cái mình muốn khác với người khác, cái nào đó lành mạnh hay là cả hai nó đều có vấn đề hết, cả hai đều cần phải điều chỉnh hết, hay là cả hai đều cần phải làm cho quân bình hết, thì xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Thượng Nguyên. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá. Và con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng ta kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng cho Phật tử. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hai cái hàng người này đó, một người thì thích lập dị làm khác người ta, với một người hay có khuynh hướng chạy theo cái xu hướng người ta làm sao mình làm vậy. Thì ở đây
phải nói rằng chúng ta nên quân bình thì nó tốt hơn. Cái chuyện gì cũng vậy, cái nó phù hợp, chứ mình cũng đừng có làm lão quá. Không ai giống mình cũng chả giống ai. Rồi mình tự nhiên mình đập khuôn, mình đạp chân đạp bước theo, hoặc mình làm theo người ta nói cái gì. Người ta lắc cái rồi mình cũng lắc, người ta gật mình cũng gật, người ta bước rồi mình cũng bước, người ta thối mình cũng thối. Thì người đó không có lập trường. Và một người không có lập trường như vậy thì tự không quyết định cái việc của chính mình được. Nó quá lập dị. Rồi mình cũng phải không phải mà chạy theo cái cao trào. Mà tự có nói một số cái này xin cáo lỗi. Một số Phật tử, đặc biệt là người Việt của mình, người dân Việt Nam đó là ham cái hàng ngoại. Rồi Phật tử cũng ham những sư ngoại. Ăn thì ăn ở đâu, làm cái gì. Thì các vị tới là mình tham cầu học hỏi, mình kính trọng. Chứ mình không phải là mình đi tìm, mình đi tầm, mình tự cho rằng mình quen với vị sư nước ngoài này là hay, với cái vị kia là giỏi vân vân. Thì cái điều đó là nó cũng không có đúng theo cái tinh thần. Ngay cả tu cũng vậy, tu theo Phật chúng tu theo ai đó. Thì cho nên chúng ta không chạy theo cái cao trào. Mai thì bắt đầu bây giờ người ta đi học thiền, mình cũng học thiền nhé. Bây giờ người ta đi học giáo lý, mình cũng học giáo lý, rồi cái vân vân. Mình phải biết là mình học cái gì, mình để làm cái gì. Còn nếu nó theo xã hội á, coi như là nhất kệ tinh thì mới nhất thông minh chứ. Coi như là đa tài thì lắm tật, coi như là lắm nhiều chuyện nhiều thứ thì không làm được cái gì hết. Nó không có định vị. Chứ theo một cái cao trào mà đi theo một cái thì một cái gì đó chạy theo cái ảo ảo, cái hư hư, cái hay hay, thì kêu vỗ tay thì cũng vỗ tay, thì kêu xá thú cũng xá thú, vân vân. Thì quan hỷ tùy hỷ, đúng gì quan hỷ tùy hỷ rồi là được rồi. Những điều mà kiểu không phải một hội đồng ư, kiểu ư là ư. Quan hỷ tùy hỷ thì cái đó là do tâm của mình nó khác. Nhưng điều ở đây là chúng tôi nói là cứ ù ù cạp cạp nói sao nghe vậy, hoàn toàn không có một cái quyết định của chính mình. Thì đây là một điều mà chúng ta cũng cần phải quân bình lại, phải xét bằng cái duy lý cho nó đúng đắn. Và một người thứ hai là một người lập dị khác đời, làm gì mà ánh mắt người ta coi cho nó được. Chứ còn mình làm mình lập dị quá, nó không giống ai cả. Mà tự mình lại cho nó là hay. Thì một số người này coi như là làm trò cười cho thiên hạ, chứ không làm gì. Nó rất là lạ. Rất là lạ. Mới muốn lập dị thì nó khác người mà. Chúng ta không có một sự suy nghĩ gì hết. Cũng như có một số người chạy theo một cái ảnh hưởng của người ta. Lên thuyết pháp nói cũng cái giọng đó, lắc lư cũng cái giọng đó, rồi thật là y khuôn nguyên cái thời pháp của người ta. Mà lại tự cho mình lại có bằng cấp này học dĩ kia. Trời, khủng khiếp vậy. Thì ở đây hoàn toàn tức là ngay cả chúng tôi nói đến các vị mà giảng thuyết, sao mà lạ quá. Mình có thể học được người ta cái phong cách giảng, cái từ ngữ, cái cách giảng, cái lý pháp. Chứ mình không có học cái tật, cái tánh, cái thái độ, cái phong cách của người. Mà cũng mình cũng không phải là tạo cái phong cách của mình, mà chúng ta cứ để tự nhiên. Người ta giơ tay mình cũng giơ tay, người ta chớp mắt cũng tập chớp mắt, lắc lư cũng tập lắc lư, vân vân. Thì đó là cái chúng ta không có định vị, không có một cái quyết định rõ ràng. Chúng ta không có một lập trường, không có một vững vàng. Vậy thì rất là uổng tiếc. Cho nên sống đời sống mà khác đời, khác người, thì chúng ta hãy suy nghĩ lại. Hình như là mình không có bình thường. Chứ không phải là cái khác đời đó nó là hay, mà mình không có bình thường. Mình không bình thường về cái gì? Không bình thường về cái tâm của mình đó. Có như là ý nó không bình thường, tức là mình hơi có vấn đề. Có vấn đề về thần kinh. Mà tự mình lại cho cái đó là
ngon lắm mà, hay lắm mà, vân vân. Còn cái thứ hai chạy theo người ta, hay cái cao trào, hay chạy theo người, thì đó chính là chúng ta không thể hiện một chút xíu gì đó. Dù hèn không thể, dù bể cũng là cái đó cũng là cái tốt, cái hay của mình, cái kiến thức của mình. Dạ, thì kính bạch thượng tọa, đây là điều mà chúng ta cần phải có sự quân bình thì đúng hơn, để chúng ta sống làm sao cho nó căn bản, cho nó tốt đẹp. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại đi cơ bộ túc thì kính cung thỉnh ngài Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thưa kính thưa thượng tọa tuyệt quyền, câu trả lời thượng tọa tuyệt quyền đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quý Thế Tâm Mạng. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung được thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày ăn, một đêm ăn lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Sa thú lành kính con thay trong rùm chúng trong rùm chiêm chi ở chưa mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hộ mở lòng chúng con đã hướng dẫn dìu dắt chúng con hành hành hầu mong đem lại an lạc trong đời sống đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đến đã ý ác phần.